trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Lâm kính chào quý khách. Hiện nay, đèn LED đang là một sản phẩm quen thuộc. Nhu cầu sử dụng đèn LED chiếu sáng của người dân ngày càng tăng cao bởi những lợi ích lâu dài cả về kinh tế, sức khỏe, thẩm mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Lâm có địa chỉ đặt tại khu phố mới, thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Tự hào là đơn vị uy tín chất lượng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối xỉ lẻ các sản phẩm đèn LED chiếu sáng HLA trên cả nước. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bởi nguồn vật tư, nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn. Hệ thống dây chuyền, thiết bị được đầu tư đồng bộ theo phương thức chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới và được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư trẻ nhiệt huyết. Với phương châm 3S, siêu sáng, siêu bền, siêu tiết kiệm, Hoàng Lâm không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng, những mẫu đèn mới nhất, bền nhất và thời gian sử dụng lâu dài nhất. Đèn LED HLA ngày càng nổi bật và được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất và phân phối đèn LED, Hoàng Lâm còn phân phối máy bơm nước của công ty trách nhiệm hữu hạn điện cơ Gia Bảo. Khi mua sản phẩm của chúng tôi, quý khách hàng sẽ được hưởng các dịch vụ chăm sóc miễn phí, các chế độ hậu mãi tận tâm, bảo hành, bảo dưỡng chu đáo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Với phương châm uy tín, chất lượng, giá cạnh tranh, luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, công ty Hoàng Lâm tự tin vào sự trẻ trung, năng động để hòa nhập với nền kinh tế hiện đại, mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm dịch vụ chất lượng vượt hơn cả sự mong đợi của khách hàng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Lâm, điện thoại 0943 929 919, 0965 506 333, địa chỉ khu phố mới, thị trấn Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hoàng Lâm, chất lượng là sứ mệnh, thành công là điểm đến.